Sau khi ngủ một đêm xong rồi á thì bà Dê quyết định sẽ thức dậy để mình tập thể dục sơ sơ nha mọi người. Đó, mình tập thể dục sau đó thì bà Dê sẽ đi qua để mình coi tủ quần áo của mình hôm nay có gì mặc không. Trong đây chỉ là tủ sách và có thêm những cái chiếc bóng gỗ nè chứ không gì hết trơn. Nên bà Dê sẽ cho Mon tắm tát sơ sơ một tí xíu và cho Mon nằm nghỉ ngơi tí xíu nha. Qua đây á thì bà Dê sẽ kiếm một cái gì đó để ăn sáng cho mọi người. Sáng sớm thì mình nên ăn gì ta? Có đùi gà, có kem, có chuối, có tôm chiên, đồ các kiểu con chim đà điểu. Nhưng mà hai mình ăn trứng ấp la đi mọi người. Đó, buổi sáng ăn sương sương một dĩa trứng ấp la là ta nói là một buổi sáng tràn đầy năng lượng rồi nha. Ăn xong rồi, ngon quá trời luôn. Thì mình quyết định là mình sẽ uống thêm một ly cà phê latte. Mình uống sương sương cà phê dậy để cho buổi sáng tỉnh táo tinh thần đó để làm việc đó mọi người. Bây giờ bà Dê sẽ vào trên máy tính để bắt đầu công việc edit clip, dựng clip sương sương của mình. Sau khi edit xong thì bà Dê sẽ ghé qua tập đàn nữa. Mỗi ngày mình sẽ tập đàn một tí xíu cho chị em đó. Không có biết là tôi đánh đàn được không nhưng mà thấy sẵn sàng. Bây giờ sau khi tập đàn xong thì mình phải leo lên bàn trang điểm để ngắm nghía lại cái nhan sắc của mình. Ủa sao đây nhìn mặt quạo dữ vậy trời. Hai để không mọi người cái cho mặt mất quạo nha. Rồi ok, đặc biệt á là trong nhà bà Dê đa số có những món đồ này. Và bà Dê có một cái khu vườn đằng sau ngôi nhà nữa. Đó là khu vườn xanh lá không hề xa lánh quạo. Mọi người có thể thấy là đằng sau ngôi nhà một sao của bà Dê là có một cái khu vườn cũng khá là bự luôn. Và mọi người cũng có thể trang trí rất là nhiều đồ. Nhưng mà bị buồn một cái là khi mà bạn bè ghé qua nhà một sao của bà Dê thì rất là ít bạn được ghé, chỉ có 5 bạn ghé thôi. Và cái số người ghé là khá là ít luôn. Nên bà Dê quyết định hôm nay mình sẽ chơi lớn một lần, đó là chuyển đổi từ ngôi nhà một sao, ngôi nhà giấy lên ngôi nhà 6 sao luôn á chị em. 6 sao thì chứa được tới 60 người lần. Nên chị em hãy theo chân bà Dê mua một ngôi nhà 6 sao là như thế nào nha. Đây đây, hiện tại bà Dê đang đứng trước ngôi nhà 1 sao của mình, đó là ngôi nhà giấy. Bây giờ bà Dê sẽ vào đây để coi ngôi nhà 6 sao sẽ xứng đáng 6 sao như thế nào. Đó, đầu tiên là một ngôi nhà hộp sữa thì lượt chứa chỉ có 10 người thôi, cũng không xứng đáng nhà 6 sao. Đây là nhà nhỏ 25 người và nhà gà con thì là ngôi nhà đầu tiên bà Dê vua được. Mọi người không biết là mọi người có nhớ không ha. Rồi, tiếp theo là ngôi nhà mái cam bà Dê cũng sở hữu luôn. Nói chung là bà Dê cũng mua đa số rất là nhiều ngôi nhà hết rồi. Và duy nhất chỉ có một ngôi nhà bà Dê chưa sở hữu, đó là ngôi nhà sang trọng có quảng gia và có bãi biển luôn á chị em. Trị giá là 700 kim cương. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ có 240 kim cương thôi. Nên bà Dê quyết định là sẽ nạp kim cương để mua tới công chuyện cho chị em luôn nha. Đây, bây giờ bà Dê sẽ ghé qua vườn cửa hàng và tới cái chỗ mà sản phẩm tiền tệ. Hiện tại bà Dê có 240 kim cương và mình cần tầm 500 kim cương nữa thì mình mới có đủ tiền mua ngôi nhà đó mọi người. Thì bà Dê thấy một cái gói đó là 350 kim cương và một cái gói là 160 kim cương. Thì sau khi mà mua hai cái gói này á thì mình sẽ được là hơn 500 kim cương đó. 510 kim cương. Nên bà Dê quyết định là sẽ mua hai cái gói này. Chứ nếu mà mua cái gói mà 950 kim cương này á thì nó hơi bị nhiều quá mọi người. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ mua trước cái gói là 160 kim cương là 219k nha. Chị em đợi bà Dê xíu he. Rồi rồi, bây giờ bà Dê đã mua hai cái sản phẩm tiền tệ rồi. Bây giờ mình cứ nhận thôi nha. Đầu tiên là 160 kim cương, tiếp theo là 350 kim cương. Mua xong rồi mình đã có 750 kim cương là đủ kim cương để mua ngôi nhà rồi đó mọi người. Ngôi nhà 6 sao. Bây giờ bà Dê sẽ hốt liền cho nóng cho chị em xem luôn chứ. Đây, ngôi nhà sang trọng xíu xịn sò nồi canh. Bây giờ mình sẽ mua thử nha. Mua liền cho nóng nè. Trời đất ơi, từ bữa tới giờ quá trời người sở hữu được ngôi nhà này luôn. Nhưng bà Dê bị sở hữu chậm hơn tí xíu mọi người. Nhưng mà không sao, mọi người nhớ vào nhà của tôi để tham quan. Bà Dê sẽ trang trí thêm thật là nhiều món đồ để cho chị em ghé vào chơi nha. Đây là ngôi nhà sang trọng siêu VIP bờ luôn. VIP nhân 2, nhân 3 luôn đó nha chị em. Bạn có thể có được lúc bãi biển rộng và ngôi nhà sang trọng đó. Và bà Dê có một cái vách tường bạc nè. Đặc biệt là còn có thêm một cái lót gỗ trắng nữa đó. Đây là ngôi nhà. Bà Dê nghe đồn là ngôi nhà này có quản gia đó. Bây giờ mình sẽ xem.
Ủa, đối diện cũng có ngôi nhà đó nè. Vậy là trong khu này có hai ngôi nhà biệt thự nha mọi người. Chứng động bờ hồ, chứng động bờ kè. Nhưng mà nếu mà mặc cái bộ đồ này mà vô ngôi nhà mới thì hơi có xấu á mọi người. Nên mà Giang quyết định là sẽ thay một cái bộ đồ cũng xảo sao luôn. Để mình có thể là mình á hả hợp với vía ngôi nhà xảo sao chứ nha. Đúng rồi. Rồi ok, bà Giang sẽ đổi tóc luôn nghe mọi người ơi đó. Chiếc tóc hồng lè hồng lè, đổi luôn gương mặt cute của tôi đó. Trời đất ơi, nhìn xinh chưa. Này hơi liếc nha bé, mà chắc không sao đâu. Để mình hỏi bông bóng hồi là cute lại liền. Đây, dễ thương không? Rồi, mình sẽ đợi một cái mắt kính màu đỏ luôn nha. Ổn là la. Mà sao nhìn mặt này hơi quạo nha. Mình đang vui vẻ nồi canh mà nhờ. Thôi rồi bởi mình sử dụng cái mà bản mặt mình hồi lúc trước nha mọi người. Rồi, thêm một đôi giày nữa là đủ chuẩn. Sao sao, cánh bướm tiên tiên bước vào ngôi nhà. Ổn là la đây, quản gia của chúng ta nè mọi người. Chào VV Official 98, rất vui được gặp bạn. Bạn có muốn tham quan những ngôi nhà đẹp và sang trọng không? Tất nhiên là có rồi quản gia ơi. Rồi bây giờ mình sẽ vào nhà mới nha mọi người. Wow, trời đất ơi, Mon hay quá vậy. Sao Mon có thể đứng đây đợi và dê trước luôn Mon khoái là đúng không? Vừa vào nhà mới là Mon đứng Mon me liền mọi người đây. Khi mà mọi người vừa bước vào ngôi nhà của bà dê thì mọi người giống như là được leo lên thuyền để bước vô ngôi nhà vậy đó. Giống như mình đi thuyền mình ra một hòn đảo riêng biệt. Trời đất ơi, ở đây có biển luôn đó mọi người. Trời ơi, vậy là bay bốn á. Mình ra khỏi cần và đi ra biển để mình câu cá. Mình có thể đứng ngay nhà của mình để mình câu luôn á chị em. Wow, đây là toàn cảnh ngôi nhà xáo xao của bà Gia nha mọi người. Có núi, có rừng, có biển, có dừa. Rồi có thêm hồ bơi nữa. Quá xịn sò luôn. Wow, bây giờ bà Gia sẽ dẫn mọi người đi tham quan thử nha. Đầu tiên sẽ là một chiếc hồ bơi. Chấn động bờ hồ. Ở đây hồ bơi này chắc chắn mình sẽ câu được cá sấu nha chị em. Để bà Gia thử câu coi có cá ở đây không nha. Để bà Gia lôi cần câu ra. Chứ lâu lắm luôn rồi bà Gia không có câu cá mọi người. Bây giờ mình sẽ đợi thử xem có cá không nha. Ý có cá chị em ơi. có cá chị em, để xem cá này là cá gì. Bà Gia nghĩ sẽ là một bạn cá chép á nha. Mong quá là cái dự đoán của tôi. Trời đất ơi, chưa từng thấy luôn. Lâu quá rồi, mấy tháng trời không có câu cá. Bởi vậy cái dê nó còn bị yêu á bé. Nhiều khi mà thấy cá nhấp một phát là tưởng là cá cắn câu. Cái gì cũng tiểu đó. Rồi ok. Rồi đó coi, bây giờ phải canh lại nè chị em ơi. Kéo lên hở vô kéo lên kéo. Úi là la, trời đất ơi, hôm nay bà Dê lại câu được một bạn cá mới, đó là bạn cá Luffy nha mọi người. Dễ thương quá trời luôn. Hồ mới có cá mới xỉu. Rồi ở đây thì giống như là một cái chỗ mà thảm đỏ vậy đó mọi người. Có thể là bà Dê sẽ lót những chiếc thảm ở đây để khi mà mọi người bước vô ngôi nhà thì thấy xịn liền luôn. Bây giờ mình sẽ vào mình tham quan ngôi nhà của bà Dê nha. Đây bên đây thì có một cái khung nhìn ra biển nè mọi người. Nhìn ra khung cảnh ngôi nhà này là một ngôi nhà trong suốt luôn nha. Có kính, đa số là kính. Trời đất ơi, nguyên một cái dòng này. Trời, mọi người có thể thấy là bà Dê đứng trong ngôi nhà là bà Dê có chút chiếu rồi chiêu là biết là ngôi nhà bự cỡ nào luôn đó mọi người. Bạn nào mà sở hữu được ngôi nhà này giống tôi rồi đó thì nhớ comment phía dưới cho tôi biết nha. Bây giờ bà Dê sẽ tham quan từng phòng của ngôi nhà. Đầu tiên sẽ là một cái căn phòng quẹo bên tay phải. Cái căn phòng này cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể là mình sẽ trang trí một cái gì đó, ví dụ như là nhà vệ sinh hay là một cái chỗ gì như là căn phòng đọc sách hay gì cũng ok đó mọi người. Rồi bên đây thì có một cái khu phòng rất là bự trạng luôn. Và những cái căn phòng này là rất là nhiều cửa. Mình có thể là trang trí mỗi cửa một cái balcony vậy đó mọi người. Rồi ok, bên đây cũng được thêm một căn phòng nữa nè mọi người. Bên đây là vách tường, còn bên đây mình có thể ngắm cảnh ra sông núi biển. Bên đây cũng được một căn phòng đó luôn. Là nãy giờ mấy căn rồi ta? Một căn phòng, hai căn phòng, ba căn phòng và bốn căn phòng ở phía dưới này rồi da. Và thêm một cái sảnh bự là bự chấn động bờ hồ ở đây luôn. Bây giờ bà Gia sẽ leo lên lầu để thử xem trên lầu có bao nhiêu căn nữa ha. Leo lên 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 liền luôn da. Rồi bốn căn phòng, ở đây là năm căn phòng nha mọi người đó. Ở đây một căn phòng này cũng khá là rộng rãi, kim sa hộp lụ luôn. Rồi dưới đây mình cũng có thể là mình ngó xuống dưới được để xem là lượng khách của mình đang ở đâu. Nhìn đây như một cái nhà hát vậy đó chị em. Còn bên đây được thêm một căn phòng nữa là mọi người, là 6 căn phòng. Ở phía trong đây thêm một căn nữa là 7 căn phòng. Trời đất ơi, xịn quá trời xịn.
thì lúa trời. Căn nhà này là chấn động bờ hồ năm 2022 đó chị em. Quà ở đây có một cái bể bơi vô cực đó là mọi người. Trời đất ơi, ở dưới cũng có hồ bơi, ở trên đây cũng có hồ bơi. À, bể bơi vô cực như là mọi người thấy một cái sợi mà trong suốt trong đó bé, nhìn ra ngoài đảo, nhìn ra ngoài biển đồ rất là chiêu chiêu ý. Mọi người có thấy gì không? Đằng xa xa kia có một hòn đảo đó mọi người. Giống như là những cái hòn đảo, cái đảo mà mình hay đi tìm kho báu đó. Mình hay leo lên những hòn đảo có cát, rồi có ơ, rồi đó mình đào đó chị. Thì ở trong nhà bà Dê cũng có hòn đảo luôn nha. Và có rất là nhiều hàng dừa xanh nghe, xanh xanh bên không biết là ở đây buổi tối như thế nào. Để bà Dê thử tắt đèn coi, coi mấy cái đèn ở dưới đây nó có sáng lên không ha. Đây đây, tắt đèn thử. Trời đất ơi, tắt đèn là tối thôi tôi luôn rồi. Cái này là buổi tối mà chiêu chiêu bật nhạc, bật đèn lên đồ á bé, là rất là chiêu trong cái hòn đảo này luôn nha. Nhìn là chấn động bờ hồ liền luôn á. À bây giờ mình sẽ bật màu vàng nè, màu hồng nè, màu xanh, màu tím. Ui màu tím khá là đẹp luôn mọi người. Màu xanh dương nữa, trời đất ơi, xỉu quá là chấn động bờ hồ luôn. Rồi ok, bây giờ bà Gia sẽ nhảy từ trên đây xuống. Hơi bự hai bé. À ngay lúc này thì đi. Trời đất ơi, cao quá. Bây giờ bà Gia sẽ lái ra hòn đảo xa xa kia để xem là có cái cát gì ở ngoài ghê. Mình có thể đứng xung quanh hòn đảo để mình câu cá biển, câu cá ô được đó bé. Trời đất ơi, đẹp quá, đẹp quá. Này là giống đảo Phú Quốc đâu mọi người, một hòn đảo nằm giữa biển. Quá là xịn xỉu luôn, nhìn vào ngôi nhà của chúng ta. Wow, đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh của chớp. À, không biết ở trong đây mình có thể là lấy thuyền mình chạy được không ta, để mình dê thử nha mọi người. À, không để xe đạp nước được rồi. Vậy là những cái món đồ mà dành cho nước đó là chỉ được tắm ở ngoài bãi biển rồi. Chứ trong nhà mình là không có được chạy xe, không có được lấy thuyền ra chơi gì chơi. Chúng thôi mình được lấy thuyền ra một cái là chấn động luôn ha Mon ha. Trời Mon chạy theo bà Dê. Mon nãy giờ hay đi tham quan nhà dữ thần quá, bởi vậy không có chạy theo tôi luôn. Rồi ok, vậy là tính ra hôm nay là bà Dê cũng đã mua được cái căn nhà 6 sao rồi đó mọi người. Một căn nhà siêu xịn sò đến từ nhà game Play Together ngày hôm nay. Ủa là la. À thì mọi người thích nhà 1 sao hay là 6 sao thì comment phía dưới cho bà Dê biết nha. Bây giờ thì bà Dê quyết định là sẽ trang trí sương sương ngôi nhà, và sau đó sẽ review lại thêm một clip nữa để cho chị em xem và vào nhà bà Dê chơi nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả chị em yêu dấu đã luôn ủng hộ bà Dê nè. À mọi người nhớ là những like và subscribe để ủng hộ tôi hơn nữa nha. Và mỗi ngày vào thả tim cho bà Dê trong game Play Together. Ôi là la. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả chị em và hẹn chị em của bà Dê clip tiếp theo luôn nè. Love you mọi người.